Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với bản tin của kênh Anh ICO ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn update cho các bạn về một cái chủ đề mà hiện tại đang được rất là nhiều người nhắc đến. Thì các bạn có thể thấy là những cái từ khóa gần đây hot trong cộng đồng crypto đó là cái từ khóa Global Coin. Và dành cho những bạn nào chưa biết thì Global Coin là một cái dự án tiền mã hóa của một cái đại gia lớn nhất trong một trong những đại gia lớn nhất trong làng công nghệ đó là công ty Facebook và mình thì đã từng có một cái video về cái dự án này rồi thì các bạn có thể xem lại cái video đó tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video khác để giải thích kỹ hơn cho các bạn hiểu tại sao Facebook lại cần đến Global Coin và liệu nó có thực sự ảnh hưởng đến thị trường crypto hay không với những các bạn nào mới xem kênh youtube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên được update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra thì các bạn nên follow hai kênh Telegram mà mình để ở dưới phần liên hệ đặc biệt là kênh Trading FOMO. Thì trên đó mình sẽ mình cùng với cả admin sẽ update thường xuyên những cái tin tức quan tín hiệu trade cũng như là những cái tình hình liên quan đến thị trường và đặc biệt là xu hướng của Bitcoin. Quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay Thì gần đây thì những cái trang báo quốc tế có đưa một cái thông tin Mà gây ra rất là nhiều sự chú ý Đó chính là Facebook đang sắp sửa Đưa ra một cái đồng tiền Cryptocurrency riêng của họ vào trong tháng 6 năm 2019 Những cái thông tin trước thì cho rằng là vào đầu Vào quý 1 năm 2020 thì Facebook mới đưa ra cái đồng coi riêng của họ Nhưng mà hiện tại thì đang có những cái thông tin rằng Facebook họ sẽ đưa ra cái đồng coi của họ ngay trong tháng 6 này. Thì hiện tại chưa có bất cứ cái thông tin xác thực nào từ phía Facebook về cái thông tin này. Thế nên là nếu như có thì mình sẽ update cho các bạn. Thì trước hết thì Facebook họ đang đáng lẽ ra họ sẽ ra mắt một cái dự án có tên là Libra với một cái đồng stable coin của hãng vào quý đầu năm 2020 và cái đồng coin này sẽ được dùng để thanh toán trực tuyến xuyên biên giới tại một số quốc gia nhất định rồi sau đó sẽ được uh, mở rộng dần. À, trên thực tế thì đây không phải là lần đầu lần đầu tiên mà Facebook thử nghiệm một cái đồng tiền ảo của hãng. À, không nhiều người biết đến, thì tuy nhiên là vào năm 2011 thì Facebook họ đã từng thử nghiệm một cái đồng tiền ảo đầu tiên của hãng và đồng tiền ảo này có tên là Facebook Credit. Các bạn hoàn toàn có thể uh, tìm hiểu thêm về cái đồng Facebook Credit trên uh, trên cái trang web Wikipedia. À, đồng tiền đảo này tất nhiên là sẽ không dùng uh, công nghệ blockchain hay là phi tập trung bởi vì thời điểm đó thì uh, cái công nghệ này nó chưa phát triển và chúng ta cũng chưa được tiếp cận đến công nghệ này nó chỉ đơn giản như là một đồng tiền credit nó tương tự như là now credit hay là tikisu mà các bạn vẫn đang dùng uh, ở cái thời điểm hiện tại nó dùng để thanh toán các uh, eap là các khoản mua trong ứng dụng ví dụ như là mua đồ trong game di động Lúc đầu mới lúc mới ra đầu mới ra đời thì Facebook Credit đã hy vọng là có thể mang đến một cái giải pháp thanh toán mới dành cho những cái nhà lập trình di động cũng như là người dùng khiến họ không cần phải dùng đến thẻ tín dụng hay là việc quy đổi tiền tệ giữa các quốc gia nữa. Và vào thời điểm đó, vì đặc biệt là cái tỷ giá tiền tệ giữa các quốc gia là khá khác biệt vì thế thế nên là giá đồ trong game sẽ bị tính khác nhau giữa những cái vùng lãnh thổ khác nhau. Ví dụ cùng một bộ đồ trong game thì người chơi ở châu Âu sẽ bị tính giá cao hơn ở Mỹ là 10 đến 20% do sự chênh lệch tỷ giá. Yêu cầu các nhà phát triển phải áp dụng mức giá khác nhau nếu như muốn có lãi. À, Facebook Credit lúc đầu định tìm ra một cái giải pháp để xử lý chuyện này. Tuy nhiên thì sau một thời gian do một số vấn đề liên quan đến pháp lý lẫn công nghệ Uh, cùng khả năng nhận thức thời gian đó của đa số người dùng uh, chưa 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 có nhận thức tốt cũng như là chưa có nhận thức uh, nhiều về cái uh, đồng tiền ảo này thì nên là Facebook Credit đã trở thành dự án tiền ảo đầu tiên của Facebook mà thất bại. Và bây giờ thì uh, uh, thì sao? Thì Facebook lại một lần nữa uh, định đưa ra một cái đồng tiền riêng của họ có tên là Global Coin. Và Global Coin thì có khác gì so với Facebook Credit? Thì uh, mình sẽ trả lời cho các bạn nó nằm ở hai vấn đề chính và mục tiêu và mục tiêu và công nghệ blockchain cùng sự phát triển của thị trường crypto nữa. Nếu như dự án Facebook Credit nhắm vào việc thanh toán EAP, có nghĩa là in-app purchase trong ứng dụng và nhắm đến số ít người dùng, thì GlobalCoin thì hoàn toàn khác. Tự tự Facebook đã từng cho rằng là Global Coin sẽ tập trung vào lĩnh vực đầu tư, thanh toán, tài chính, định danh, big data và blockchain và họ đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để đẩy nhanh tiến độ và họ đang làm điều đó vì đó chính là cái tương lai sống còn của Facebook trong trong tương lai. Hơn ai hết thì Facebook họ biết rằng là niềm niềm tin của hãng vào hãng của người dùng hiện tại đang bị mai một khá là nhiều do hàng loạt những cái bê bối liên quan đến việc bảo mật và bán dữ liệu của hãng trong th suốt thời gian vừa rồi và thực sự thì hiện tại thì không nhiều người đã rất là nhiều trường hợp họ không dám gửi những thông tin cá nhân qua messenger nữa và facebook biết rằng là thời gian mọi người hiện tại uh, lướt facebook đã ít hơn so với thời gian trước ngày nay thì người dùng đang tìm đến những cái công kênh thông tin đặc thù và riêng tư bảo mật hơn Uh, như WeChat ở Trung Quốc hay là Telegram chúng ta đang sử dụng rất là phổ biến trong cái giới crypto uh, thay vì tìm đến những cái mạng xã hội có tính năng chat thì user đang muốn tìm đến các ứng dụng chat có tính năng mạng xã hội nhiều hơn và với việc người dùng họ đang dần từ bỏ Facebook thì thu nhập đến từ quảng cáo và thông tin người dùng của hãng đang bị lung lay khá mạnh và họ đang cần một cái lý do để giữ người dùng trở lại chúng ta hãy cùng nhìn vào cái số liệu À, lượng người dùng của Facebook từ năm 2015 cho đến năm 2019 chúng ta các bạn có thể thấy là cái lượng người dùng à, trong 4 năm trong 5 năm gần đây nhất đang có cái dấu hiệu là suy giảm nhẹ à, cùng với đó là những cái mạng xã hội khác ví dụ như là Instagram hay là Snapchat hay là Trader, Trader thì không có uh, mấy sự tăng trưởng, chứ đặc đặc biệt là uh, Telegram và Snapchat thì hiện tại là trong những cái năm gần đây có cái sự uh, tăng trưởng uh, khá là đáng kể. Instagram thì cũng đang uh, trực thuộc uh, công ty Facebook, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái điều rằng là cái lượng người dùng Facebook hiện tại đang ở trong cái giai đoạn đang bị uh, thoái trào. Và tất nhiên thì rất là nhiều người dùng sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Facebook. Tuy nhiên thì với cái sự tụt giảm như thế này thì hãng sẽ cần nhanh chóng có một cái phương án để giữ chân lại người dùng. Và vì thế thì Facebook đang tìm đến một cái dự án rất là tham vọng có tên là Global Coin. Và với Global Coin thì hãng đang hy vọng là đánh vào một cái thị trường mới với hơn 2 tỷ người dùng đó là thị trường tài chính dành cho những người không có khả năng tiếp xúc với ngân hàng. Theo một cái số liệu thống kê thì hiện tại trên thế giới có khoảng 2 tỷ người không có khả năng tiếp cận tới ngân hàng. À đây là bao gồm những cái quốc gia, nước những cái quốc gia nghèo trẻ em hoặc là không đủ tiền lẫn điều kiện để mở tài khoản ngân hàng. À, lý do thường thường thấy là họ không đủ tiền để chi trả cho cái việc này. Và với việc GlobalCoin sẽ tích hợp các khả năng thanh toán qua mạng mà không cần thông qua các ngân hàng mà chỉ cần duy nhất một cái tài khoản Facebook. Thì với tính năng này thì ít nhất là hàng trăm triệu người dùng sẽ gửi và chuyển tiền thông qua nền tảng của hãng. Và tất nhiên là dù muốn hay không thì họ sẽ phải dùng tài khoản Facebook để làm được điều này. Và dĩ nhiên là sẽ phải trao cho hãng thông tin cá nhân thì mới có thể thực hiện được cái thao tác này. À, nói đến thông tin người dùng thì đây là một lý do nữa khiến cho Facebook cần đến Global Coin. À, như mọi người đã từng biết thì trong những ngày năm vừa rồi thì Facebook đang gặp rất là nhiều rắc rối liên quan đến cái việc bán thông tin người dùng một cách bất hợp pháp. Và điều này, thì cái, cái thông tin này, uh, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg đã từng phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về cái, về cái vấn đề này. Uh, tuy nhiên thì nếu như không có thông tin của người dùng, thì việc uh, đặt quảng cáo trên Facebook của hãng sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và không có quảng cáo thì Facebook họ sẽ uh, mất doanh thu. Uh, và tuy nhiên thì đối với Global Coin, uh, cùng với một cái cơ chế Reward mới có lẽ sẽ giải quyết được cái vấn đề này sẽ ra sao nếu như khi mà xem hết quảng cáo thì bạn sẽ nhận được một chút global coin và sẽ ra sao nếu như bạn có quyền tự bán thông tin cá nhân của mình để đổi lấy global coin vốn có sự thanh khoản rất là dễ dàng ra tiền mặt chứ không như là những cái đồng tiền thanh toán ví dụ như là Nacredit hay là Tiki Su hiện tại nó chỉ có giá trị trong cái app đó mà thôi còn đối với Global Coin thì rất có thể nó sẽ có thể được quy đổi ra tiền mặt điều này là hoàn toàn có thể thực hiện được nhất là về vấn đề thanh khoản bởi vì Facebook họ sẽ dùng công nghệ blockchain để chống lưng cho cái đồng stable coin của mình và với việc bạn phải mất tới 10 triệu USD để để được làm một nốt xác nhận của Global Coin thì chắc hẳn là lợi nhuận đến từ Global Coin sẽ là rất lớn. Và thực tế thì với công nghệ blockchain, bạn hãy nên lưu ý là dữ liệu thanh toán của bạn sẽ được lưu ở trên blockchain à, mãi mãi. Ở lúc này thì công nghệ blockchain mà hãng đưa ra sẽ hứa hẹn bảo mật thông tin của người dùng nhiều hơn thực chất thì lại không bảo mật như những gì họ nói. Chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên công nghệ và thông tin. Ở trong đó thì có được thông tin và công nghệ đó là những cái thứ, thứ, thứ vũ khí rất là sống còn và hãy thử tưởng tượng như nếu một đế chế mà họ có mọi thông tin của bạn từ những cuộc hội thoại cho đến nơi ở, ngày tháng năm sinh, chỗ làm và sau đó là mọi thông tin thanh toán mua bán cùng với sở thích của bạn thì thực tế thì Facebook họ đã làm được vế đầu và với Global Coin thì họ sẽ biết được cái thói quen sử dụng uh, thanh toán của người dùng, họ sẽ biết được là những cái thói thói quen mua bán của người dùng là như thế nào và họ sẽ làm được cả luôn về sau nữa. À, mình nói đến đây thì không phải là để dọa dẫm mọi người về vấn đề bảo mật của Facebook. Tuy nhiên thì đây là một cái sự thật khá là rõ ràng. Và khi mà giới trẻ hiện tại đang lớn dần với thói quen là sử dụng điện thoại di động cũng như là thanh toán di động trực tuyến thì một cái xu hướng tất yếu không thể thì đó là một cái xu hướng tất yếu không thể tránh khỏi. Và khi mà một người lớn lên với mọi thao tác của người đó đều sử dụng trên một nền tảng Facebook thì thực sự à, quan trọng của thì cái điều thực sự quan trọng đối với Facebook sẽ trở thành thì Facebook sẽ trở thành một cái điều mà họ không thể thay thế được và với global coin thì sẽ là một cái dự án rất là tham vọng của hãng để có thể đạt được cái điều này dự án này vốn không lập ra để thay thế bitcoin mà bởi vì bitcoin là một cái sản phẩm lưu trữ giá trị hoặc là đầu cơ tùy từng suy nghĩ của mọi người còn global coin sinh ra thì để gắn chặt người dùng hơn với chính cái nền tảng Facebook mà họ đang sử dụng đó, thì đó là những cái thông tin liên quan đến cái dự án Global Coin của Facebook và mình hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ nắm được thêm thông tin là tại sao Facebook họ lại đang rất là muốn phát triển một cái đồng tiền điện tử riêng của họ và áp dụng vào cái nền tảng hơn 2 tỷ người dùng của họ ở cái thời điểm hiện tại. Và biết đâu sau Facebook thì những cái mạng xã hội khác cũng như là những cái công ty công nghệ khác sẽ đi vào sẽ tiếp tục chạy đua trong cái lĩnh vực công nghệ blockchain thì sao? Bản thân mình thì mình rất là hy vọng Facebook họ sẽ thực hiện thành công cái cái việc đưa ra cái đồng Global Coin và áp dụng công nghệ blockchain. Mặc dù là nếu như mà họ đạt được cái sự thành công đó thì Facebook sẽ nắm khá là nhiều sự kiểm soát đối với thói quen người dùng của 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 hàng tỷ người trên thế giới. Tuy nhiên thì hiện tại thì họ đã đã đang là cái công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới rồi. Và với việc mà họ có thêm một cái công thanh toán thì mình nghĩ rằng cái lợi sẽ nhiều hơn là cái hại và người dùng của chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn trong cái việc thanh toán, đặc biệt là các bạn đều biết là những cái ưu điểm của cái việc dùng một cái đồng coin hoặc là một cái đồng token áp dụng công nghệ blockchain để thanh toán thì nó đã có những cái ưu việt như thế nào so với cái việc qua ngân hàng thì chúng ta đều nắm được. Và nếu như Facebook mà làm thành công cái điều này thì nó sẽ chắc chắn là tạo tiền lệ cho những cái công ty thanh toán họ sẽ đi vào cái cuộc chơi về tiền điện tử và nó sẽ À, phần nào đó mình nghĩ là không trực tiếp cũng gián tiếp phần nào đó làm cho thế giới quan tâm hơn đến blockchain cũng như là quan tâm hơn đến những cái ưu việt của uh, cryptocurrency à, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là làm những cái video uh, cập nhật thị trường thường xuyên hơn cũng như là những cái video chia sẻ kiến thức cho các bạn liên quan đến cái lĩnh vực blockchain để các bạn uh, có thể có được cái kiến thức trong cái lĩnh vực này à, xin chào và hẹn gặp lại mọi người Ở những video sau